Trương Chiết Hạn vướng nghi vấn sàm sỡ Cúc Tịnh Y, có phải vậy mà chia tay mãi mãi? Trương Chiết Hạn và Cúc Tịnh Y là cặp đôi mà dù cho cả hai bên đã có đường đi riêng nhưng vẫn thường xuyên được nhắc tên chung. Cả hai cùng nhau góp mặt trong Vân Tịch Truyện và Như Ý Phương Phi, sau đó đạt thành công lớn. Thế nhưng giờ đây, fan hai bên đang rất căng thẳng khi một đoạn clip hậu trường cho thấy Trương Chiết Hạn được cho là có hành động quấy rối Cúc Tịnh Y. Cụ thể, đây là một đoạn clip hậu trường phim Vân Tịch Truyện được quay vào năm 2017. Trong đó, Cúc Tịnh Y và Trương Chiết Hạn có một cảnh quay ôm nhau. Thế nhưng khi ấy, Trương Chiết Hạn đã có hành động xoa phần vai của Cúc Tịnh Y rất lâu, thậm chí có xu hướng mân mê và nhấn sâu vào một chỗ cố định. Nếu để ý kỹ thì cảm xúc lúc ấy của Cúc Tịnh Y cũng không vui vẻ cho lắm. Hiện tại, khán giả đang vô cùng phẫn nộ với hành động này của Trương Chiết Hạn, cho rằng đây chính là quấy rối bạn diễn. Dựa trên nét mặt không thoải mái của Cúc Tịnh Y và những hành vi ấn sâu, xoa bóp của Trương Chiết Hạn, nhiều fan cảm thấy rùng mình. Ai lại đi làm thế này với diễn viên nữ, như này là quấy rối rồi, nhìn Cúc Tịnh Y khó chịu ra mặt. Tuy nhiên cũng có nhiều fan bênh vực, cho biết đây vốn dĩ là hướng dẫn từ ekip cho cảnh quay. Dù sao trong clip cũng có dòng chữ được edit ngay phần vai được xoa của Cúc Tịnh Y, tức ekip có ý thức về hành động này của Trương Chiết Hạn. Tuy nhiên, sự việc hiện vẫn đang gây tranh cãi cực lớn. Tạm gác lại hành động gây tranh cãi của Trương Chiết Hạn, anh và Cúc Tịnh Y sau đó vẫn tham gia chung một dự án mới là Như Ý Phương Phi. Vì vậy, vẫn không rõ liệu Cúc Tịnh Y cảm thấy thế nào vì sau Vân Tịch Truyện, cả hai vẫn tỏ ra thân thiết và vui vẻ cùng nhau ở Như Ý Phương Phi, không có vẻ như gặp bất kỳ xích mích nào. Thậm chí sau khi phim kết thúc, Cúc Tịnh Y đã nói vui rằng sẽ chia tay Trương Chiết Hạn, tức trong tương lai tới sẽ tạm thời không hợp tác với anh nữa, làm nhiều khán giả đẩy thuyền vô cùng buồn bã. Như Ý Phương Phi được dựa trên tiểu thuyết Con Đường Sùng Hậu của Tiếu Gia Nhân, kể về Phó Dung, Cúc Tịnh Y, một thiếu nữ thông minh, xinh đẹp lớn lên trong gia đình làm thợ kim hoàn. Không chịu đi theo vết xe đổ trong hôn nhân của chị gái, Phó Dung bỏ trốn khỏi hôn ước, một mình lưu lạc đến kinh đô. Tại đây, nàng gặp Từ Tấn, Trương Chiết Hạn, chàng trai anh tuấn người người nhưng cũng đầy kiêu ngạo. Duyên số đưa đẩy khiến Phó Dung, Từ Tấn trở nên gắn bó khăng khít bên nhau, cùng nhau giải quyết những vụ án tham nhũng và tội ác trong triều đình. Với kiến thức sâu rộng, lòng bao dung và tính cách độc lập, Phó Dung đã giành được tình yêu và sự ngưỡng mộ thực sự của Từ Tấn. Thời điểm phát sóng ở Trung Quốc, Như Ý Phương Phi trở thành đề tài hot trên các nền tảng mạng xã hội, đứng đầu danh sách các phim có lượng view cao trong ngày. Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, cô là cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48. Nhờ có gương mặt thanh tú nên Cúc Tịnh Y mới được ưu ái gọi bằng danh xưng mỹ nữ 4.000 năm. Từ khi bắt đầu hoạt động đến nay, Cúc Tịnh Y đã đóng không ít phim truyền hình, web drama. Các dự án cô từng góp mặt có thể kể tên như Tiên Sinh Bơi Lội, Vân Tịch Truyện, Tâm Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Hiên Viên Kiếm, Hán Chi Vân, Nhiệt Huyết Trường An.